Rồi, hello mọi người, em là Mạnh, chuyên mua hộ phụ tùng quay thế 110 hàng niêu. Thì sẵn bữa nay giới thiệu với anh em vài món ha. Đây là cái đơn hàng mà bữa nay khách đặt. Sẵn giới thiệu với anh em vài món. Đầu tiên là một cái gỗ zin nè mọi người. Gỗ zin quay thái 110, zin chính hãng ra Thái Lan nha. Đúng gỗ zin nha. Đây. Cho mình coi coi. Đó, gỗ zin. Gỗ zin. Phơm hơi bầu nha, phơm bầu. Phơm bầu nó không có vuông giống như cái thằng gỗ lở mà em hay bán. Thằng này gom phơm bầu. Cái đây, cho mình coi coi, nó hơi bầu bầu nè. 420 ngàn nha mọi người, 420 ngàn. Rồi tiếp theo. Một cái dây đèn. Nay em đi mua hộ dùng cho anh em được một cái dây đèn 240. Dây đèn pha trước nha. Chụp cao su lớn nè, để chụp vô trong cái dòng lớn này ha. Cái dòng lớn này để bụi cho nó không có vô. Đó. 240 ngàn. Rồi bữa nay đi mua hộ giùm anh em hai cái chó đèn. Hai cái chó đèn. Zin chính hãng Honda Thái Lan, đúng hàng Vy Thái 110 nha, đúng hàng zin nha. Đây. Cái lô này là đô lô lô sản xuất cũ nha mọi người, chứ nếu mà đúng cái lô mà là sản xuất mới của thằng 2024 á là cái chỗ này nó sẽ bóng hới à. Bóng hới nó xấu lắm. Đây, trên này nó cũng bóng rồi, này kia nó xấu lắm. Đó. Còn này là cái lô còn sản xuất cũ. Đây. 550.000 nha, em vẫn bán một giá 1550.000. Anh em cần thì cứ alo để em thảy hàng bên, để một hồi em dễ quay cái dàn áo. Đó. Hai cái bóng đèn nè. Hai bóng đèn zin chính hãng Honda Thái Lan. Thái Lan nhập của Nhật nha. Bóng này là bóng của Nhật. Thái Lan nhập của Nhật. Đó, bóng đèn của quay tháng 110. 350.000 một bóng nha mọi người. 350.000 một bóng. Một cặp xi nhan trước luôn đế. Cặp xi nhan trước luôn đế nha, 330. Một cái đèn hậu sau quay âm pha lên 110. Quay em pha lên 110, quay em pha lại chụp trắng lên 110 cực cam nha mọi người. Mọi người lưu ý nè. Cái thằng nếu mà đúng của thằng Quỷ Thái á, là cái chữ này nó sẽ là chữ H đầu y chang như cái thằng chó đèn vậy nè mọi người. Đây. Chữ H thì trừ xong nó thêm một cái mã số nữa. Đó, thì nó mới đúng là Quỷ Thái nha. Mọi người lưu ý đi mua hàng cẩn thận giùm em. Đôi khi người ta lấy cái đèn của em pha người ta lên Thái người ta bán cho mọi người giá cao đồ này kia. Đó, mọi người để ý ha. Cái dắt cái vô này nè, cái này nè. Của thằng quay pha hàng mới thì nó sẽ vàng, còn thằng quay Thái nó sẽ trắng xanh nha mọi người, trắng xanh nha. Rồi. Ok. 450.000 cái đèn hậu quay pha lên Thái, 450.000. Dục ngang bên luôn để hồi. Rồi, bữa nay đi chi hộ được một cọng dây thắng. Quay Thái 110 zin chính hãng ở Thái Lan. 180.000 nha mọi người, 180.000 nha. Một cọng dây kim mét đùm 150.000, zin chính hãng ở Thái Lan luôn. Một cái cần đặt máy Quay Thái 110 luôn cao su, zin chính hãng ở Thái Lan. Thì hàng mới đây là nó chữ L nha mọi người, còn hàng trong xe nó là chữ K. Nó là chữ K nhưng mà nó đều có mã số đây nha. Đó. 420.000. Một cái cần số luôn cao su, zin chính hãng ở Thái Lan. Cần số thì em quay cho mọi người nhiều rồi. Đây, cái gai này đẹp mọi người. Cái gai này đẹp ha. Gai này nó sâu nè. Còn có những cái gai mà về mà muốn lạng luôn mọi người, muốn lạng luôn. Đây, cần số zin là có, đây có chữ C. Ở đằng này có chữ V ha. Đó, zin new là nó phải như vậy. Cái gai này cũng tương đối đối đẹp nha mọi người. Đây cho mọi người coi. Nhằm cái cần về cái gai nó muốn lạng luôn. Gai này là vậy là đẹp rồi. 350.000 nha mọi người. Một cái cặp các chân dài quay Thái 110 zin chính hãng ở Thái Lan. Đúng cái chân dài quay Thái 110 nha mọi người. Đây, cái FLD00 nè, cái chân dài. Anh em cần hú em, mẫu này là mẫu tem cũ. Mẫu tem cũ là đắt cũ nha. 740.000, 740.000 một cặp. Một cặp bát sắt của các chân dài zin Honda Việt Nam mọi người, zin Honda Việt Nam. 150.000 nha, 150.000. Một cái chống ngang quay Thái 110 zin chính hãng Honda Thái Lan, 150.000 luôn. Một cái lò xo chống ngang 35.000 mọi người, rồi số chống ngang 35.000. Một bộ ba bánh tăng đỡ lồng 350.000, zin chính hãng Honda Thái Lan full bịch nha, full bịch. Bánh tăng. Bánh đỡ, bánh lồng. Đây, bánh lồng mọi người, bánh đỡ nè. Còn bánh tăng nè, bánh tăng là cái bánh nhỏ nhất. Đó. 350.000. Rồi, bữa nay có hai anh trai, một anh lái và một anh khách. Anh khách thì anh lấy 5 cái. Lưỡi gà bản lề yên nha, lưỡi gà bản lề yên xài cho quay Thái 110 phu cho một, quay Thái 110 phu cho một, anh em cần hú em
những cái bảng lề yên nào của anh em mà bị bể á thì cứ giữ hú em, màu nó hơi ghiêu ghiêu nha mọi người. Thằng này là Campuchia nha, Campuchia về, ông anh ổng về được số lượng cũng khá khá nha mọi người. Cần hú em 100.000 cái, anh em mua từ 2 cái trở lên là em bao ship nha, mua từ 2 cái trở lên là em bao ship nửa gà. Thì có một anh khách lẻ ảnh lụm 5 cái, rồi một anh lái xe, mọi người lái xe, ảnh chuyên gia, ảnh buôn bán xe rồi này kia, ảnh lụm 30 cái đây, 30 cái đó, để về ảnh thay cho những cái chiếc xe của ảnh bị hư, cái xe nào hư thì ảnh thay. Thì khi mà anh em lấy cái số lượng lớn như thế này thì nó có giảm một tí nha, có giảm một tí chứ không có thể nào mà người ta lấy 30 cái mà mình tính họ 100.000 cái được anh em. Đó, cái nào nó ra đó nha. Còn anh em ví dụ như anh em lấy 50 cái thì vẫn tính anh em 100.000, nhưng mà khi mà anh em lấy lên cái số lượng mà 30, 50 rồi, 100 rồi thì bắt buộc phải tính anh em giá thành nó hợp lý một tí. Chứ mà đây là một người lái, người ta mua về để người ta bán lợi, để người ta có lời. Rồi, tiếp theo, bữa nay mua hộ giùm một ông anh được một cặp thịt nai. Nai đất 2022, đất cũ nha mọi người. Giờ đi thị trường, giờ mọi người đi kiếm cặp nai này cũng hơi bị mập. Đây, 2022, một dòng dữ. Một dòng dữ nha. Đa số giờ anh em đi kiếm thị trường, nếu mà được cặp nai phục nai đất cũ thì nó hai dòng dữ không à. Không được một cặp phục nai mà hai một dòng dữ như thế này đâu. Một mã chân cẳng đồ này kia, số xiết đàng hoàng. Đó, số xiết đàng hoàng nha anh em, số nó đóng ngang nha, đây nữa, đây số nó đóng ngang nè, chân là chân xước, cái chân đen này nó có hai rãnh, lò xo vàng đặc trưng của thằng nai, không thể nào mà ai nhái được cái này, bao anh em luôn, nếu mà thật sự nai 11 zin giống cỡ nào giống, đặt hai thằng với nhau, trừ khi anh em dòm bên đây rồi anh em dòm bên kia thì anh em không thấy được sự khác biệt, mà đặt hai thằng kế nhau là thế nào nó cũng có sự khác biệt về cái màu sơn của thằng nai so với cái thằng 11. Nai zin cực kỳ đẹp nha, nai zin cực kỳ đẹp, đát 2022, đát hàng cũ, đát sâu, anh em lưu ý nha, đát này đát sâu, anh em đừng đi so sánh với những cái cặp mà cái tem mới, đát mới, tại vì những cái tem mới, đát mới á, em phan nói về chất lượng thì bây giờ em có xài đâu mà em bây giờ em nói, đúng không, giờ em chưa có trải qua được bao lâu thì đâu có, em đâu có thể nào nói chất lượng, nhưng mà đúng về cái chất lượng sơn này thì cái thằng đất 2022 này, cho dù một dòng dữ hai dòng dữ gì, nó chất lượng sơn nó vẫn ok hơn, nó vẫn chỉnh chu hơn là cái thằng 2024, tại vì thằng 2024 có nhiều cặp em đem ra thì em thấy nó bị chảy cái sơn vàng mọi người, trên những cái lò xo này nó chảy, nó sơn dày á, nó bị chảy ra. Còn thằng đát 2022 này thì em cầm lên 10 cặp thì hết 10 cặp là nó không có bị. Đó, 10 cặp có nữa 20 cây nha mọi người. Thì 20 cây nó đều không bị. Đó. Còn thằng đát 2024 nó sẽ bị. Những cái thằng tem mới á, thì có những lô nó sẽ bị. Thì cái đó là cái dạng như là người ta làm cho nó rút ngắn cái chân công, cái nhân công lại mọi người. Nhân công lại á. Đó, cái dây chuyền lại để giảm giá thành đồ này kia. Đó, cái đó là cái chuyện của nhà máy. Cái chuyện của nhà máy ha. Còn về độ im đồ này kia thì tùy anh em đánh giá thôi. Thì theo em nghĩ là cái thằng mà nai nó càng cũ thì nó càng im. Đơn giản một điều mọi người. Chất lượng giá thành á thì càng ngày càng lên, của một sản phẩm càng ngày càng lên, nhưng mà chất lượng á thì càng ngày càng rút lại nha. Anh em để ý đi, em ở đây em không có nói điều nói gì nhưng á, chất lượng càng ngày càng rút lại. Đó, đơn giản là cái chỗ đèn nè. Vậy thôi mà tự nhiên bây giờ nó làm cái lô mới, tự nhiên nó làm dạng như cái nhựa này, nhựa tàu lao á mọi người, cái nhựa đen này, nhựa tàu lao đó, nó làm móng hới à. Chứ nó không có được vậy đâu. Đó, chứ nó không được vậy đâu, nó làm móng hới như y chang như anh em lấy xương sạch sạch lên luôn á. Vậy là nó khá lắm rồi nè, nó làm bóng như những cái viền này mọi người, bóng hơn nữa nha. Đó, có nghĩa là nó rút ngắn cái chất lượng lại, giảm cái thành phần nhựa trong đây nè mọi người. Đó, nên rút ngắn chất lượng lại để giảm giá thành, tăng giá bán, giảm giá thành để tăng giá bán nha mọi người. Đó. Rồi xong một cặp phục nai 2.2 nha mọi người, 2.2. Anh em cần để nhôm vô sẵn hoặc là anh em để nhôm gời đồ này kia anh em báo em. Rồi tiếp theo bữa nay em đi chia hộ cho ông anh được một cái cặp mà một cái dàn áo đen đời 99 tháng đĩa, thì đây là bộ tem của nó, tem 99 tháng đĩa nha mọi người. Mọi người nhìn cái chữ quay nó là chữ quay màu bạc có cái may nha, chứ không phải là chữ quay màu trắng giống như mấy cái đem thượng ngoài thị trường nha. Đó,
tem này là tem đỉnh nhất thị trường rồi. Nói chung riêng về cái màu đen này, tem này là tem đỉnh nhất rồi đó. Thị trường này có nhiều loại lắm, trăm mấy, 200, 300 mấy, 400, 500 đồ này kia không có. Em đang bán cái loại là ngon nhất thị trường đó, là 5 xị, 5 xị chưa tem nạ nha. Con tem nạ này 150 nữa, tem nạ 99, 150 nữa, 150 nữa đó. Rồi đi vô vàng áo. Vàng áo là em đang bán là 5 triệu nha mọi người, 5 triệu nha. 16 món, gồm có 13 món nhựa màu và 3 món ngựa nhám. Thì 3 món ngựa nhám em dục trong thùng, em không lấy ra. Thì cái màu đen đó là mã số nó, mã số sơn của nó là 184 nha mọi người. Đây, 184. Cho mọi người cần người coi. 184. Đây, trên này nó bóng 184 luôn. Cái này cái về trước nè, một món nè. Hai ốp hụt nè, ốp hụt đĩa nha. Ốp hụt đĩa. Thì những cái màu nào có ốp hụt đĩa em sẽ lấy cho anh em ốp hụt đĩa. Còn nếu mà những cái màu nào mà nó không có ốp hụt đĩa giống như màu xanh nhớt thì em vẫn lấy ốp hụt đùm về cho anh em sẽ bỏ công ra em làm. Em phát đĩa cho anh em nha. Thì cái chuyện mà phát đĩa thì anh em cũng biết rồi. Tay nghề em như thế nào thì không cần giới thiệu nhiều nữa. Rồi, hai cái ốp hụt nữa là 3 món. Một cái mua gùa nữa là 4 món. Một cái vỏ đầu đèn đĩa là 5 món. Một cái ốp xuồng bự là 6 món, một cái xuồng chung là 7 món. Một cái cốp nữa là 8 món. Một cái bửng trong, một cái bửng ngoài bên trái là 9 món, một cái mặt nạ là 10 món. Hai cái bửng trong là 12 món và một cái bửng ngoài bên phía tay phải là 13 món, 13 món nhựa màu và 3 món nhựa nhám. Zin chính hãng Honda Thái Lan hết cho mọi người, không chọn nhựa nhám của Wempha vô nha, không chọn nhựa nhám của Wempha bàn lô vô, anh em cẩn thận dùm em. Đó, có những thị trường bây giờ người ta có bán nhưng mà người ta vẫn chọn cái về biển số và cái lường cái hàng lô vô hoặc là hàng Wempha vô cho anh em. Đó, mọi người lưu ý dùm em. Rồi, 13 món nhựa màu và 3 món nhựa máu nhám, tổng cộng là 16 món, em đang bán giá là 5 triệu. 5 triệu nha mọi người. Bạc bây giờ nó lên. Đây. Sẵn cái này hồi nãy có gỡ ra kiểm tra coi nó có bị gãy móc câu rồi hay không. Đây. Đó, bạc thì bây giờ nó lên. Đó, đây, móc câu không gãy nha mọi người. Câu không gãy nha. Mà giá áo thì em vẫn y thinh vậy, không có giảm, không có giảm. Anh em cần hú em. Cần hú em ha. Đây. Đát điếc đồ này kia nè. Nè, đát điếc một mã nè. Honda nè. Đó. Đây, Honda nè, Honda ABS nè. Cáp LF nè. Đây là hai cái mã phụ tùng nè, hai cái mã phụ tùng ha. Đó. Rồi đây. Anh em chơi cái dàn áo hàng mới thì chịu khó là nó không có cái miếng da cách nhiệt trong đây ha, hay gọi là da bò. Thì về anh em lột trên cái chiếc xe cũ anh em đóng qua. Anh em đóng qua. Anh em cần 5 cái, mỗi một bên 5 cái, hai bên là 10 cái phe. Để anh em đóng thì anh em hộ alo em luôn. Mỗi một cái vậy là 10.000. Cái 10.000 nha. Đó, anh em cần thì cứ chữ alo em. Rồi cảm ơn mọi người xem clip của em. Mọi người cần phụ tùng quay tháng 110 hàng new. Bất kỳ kể về cái gì. Đó. Về riêng về cái đồ quay tháng 110 anh em cứ giật hú em. Hàng new nha, anh em cứ giật hú em. Rồi cảm ơn mọi người xem clip của em.